Chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần tin tức và bình luận của Lê Thư trong ngày hôm nay. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin Phải chăng Phạm Minh Chính và Tô Lâm đang ăn mừng vì Trương Thị Mai sắp phải ra đi. Kính thưa quý vị, sự ra đi của một loạt nhân vật quyền lực trong bộ máy tứ trụ của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây đã bị đánh giá là một cơn địa chấn chính trị chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo nhận định của giới quan sát và truyền thông quốc tế cho rằng, việc giới lãnh đạo chốt bu liên tiếp ra đi đã phản ánh sự leo thang đáng báo động về một cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có dấu hiệu mất kiểm soát trong thời gian gần đây. Ngay sau khi ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ra đi, mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền những tin đồn rằng sắp có vụ nổ cực lớn Thưởng và Huệ sẽ diễn ra trong một lần gần đây. Thêm vào đó có tin rằng bà Trương Thị Mai bị từ chối làm Chủ tịch Quốc hội, nếu phản ép thì bà đâm đơn xin nghỉ luôn. Và điều này đã khiến cho công luận hết sức bất ngờ liên quan đến câu chuyện của bà Trương Thị Mai trong mấy ngày gần đây. Lâu nay, giới phân tích vẫn cho rằng bà Trương Thị Mai là một lãnh đạo khá trong sạch vì bà này khá kín tiếng, và điều đặc biệt hơn, đến giờ phút này thì Bộ Công an vẫn chưa điều tra đến những sai phạm của bà Trương Thị Mai. Thế nhưng câu chuyện đáng nói phía sau, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị về những sự việc cụ thể mà đến giờ phút này Bộ Công an, cụ thể là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tiến hành sờ gáy đến bà Trương Thị Mai này rồi. Và không có dấu hiệu tham nhũng thì bà Trương Thị Mai trở thành một trong các cán bộ đoàn phái giống như ông Võ Văn Thưởng và ít liên quan đến các vật chất tiền bạc. Tuy nhiên thì việc ông Thưởng cũng bị kết tội nhận 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn cách đây 12 năm, thời còn làm bí thư tỉnh ủy của tỉnh Quảng Ngãi, nó đã đánh đổ lập luận vừa kể trên, và nhân vật Trương Thị Mai này cũng không phải là ngoại lệ. Ông giáo sư Abuja từ trường Đại học Chiến tranh Quốc gia của Hoa Kỳ ở Washington đã có bài bình luận mới nhất về tựa đề cuộc chiến vào ngôi vị lãnh đạo của Việt Nam nóng lên sau hàng loạt các giới chức của Việt Nam bị cách chức, làm cho số lượng của đối thủ bị giảm đi một cách trầm trọng. Bài viết và đánh giá về ba nhân sự có cơ hội trở thành tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới, đó là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, thường trực ban bí thư bà Trương Thị Mai, kiêm trưởng ban tổ chức trung ương, và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tác giả Abuja đã đánh giá cho rằng bà Mai là một người có năng lực và có kinh nghiệm, nhưng theo đó thì bà là người đứng danh sách thứ ba trong bộ chính trị sau khi ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm mới đây, và vị trí nữ lãnh đạo 66 tuổi này được cho là người có năng lực và kinh nghiệm sâu rộng nhất trong số 3 ứng cử viên cho chức tổng bí thư trong thời gian tới đây. Tuy nhiên, ông Abuja này cũng tiết lộ cho rằng một thông tin khá bất ngờ, đó là gia đình của bà Trương Thị Mai có các cổ phần trong lĩnh vực y tế, nhưng cho đến nay vấn đề này nó vẫn chưa được công bố công khai, và đến nay thì Bộ Công an đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc này. Bất ngờ hơn, trong một bài bình luận mới đây nhất liên quan tới sự lộn xộn mất kiểm soát của chính trường Việt Nam khi đề cập tới cái gọi là cuộc oanh tạc đối với các lãnh đạo cấp cao cấp tỉnh, thì BBC đã nhận xét cho rằng lửa từ chiếc lò chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ngừng lan rộng tới các tỉnh thành. Hàng loạt các lãnh đạo cấp tỉnh, trong đó có nhiều người thuộc diện trung ương quản lý, đã bị xử lý theo nhiều mức độ khác nhau, nhẹ thì có kỷ luật về mặt đảng và nặng thì bị khởi tố hình sự liên tiếp trong những ngày vừa qua. Mới đây nhất là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Bắc Giang, tức là ông Dương Văn Thái, bị khởi tố bắt giam do có liên quan đến tập đoàn Thuận An, tập đoàn nguyên nhân khiến cho ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, đã phải ra đi trong mấy ngày trước đây. Trước đó vào ngày 20 tháng 3 tại Vĩnh Phúc thì bí thư tỉnh ủy của tỉnh Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan đã bị khởi tố bắt giam về tội nhận hối lộ liên quan đến các vụ án của tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn đã khiến cho ông Võ Văn Thưởng, nguyên là chủ tịch nước, phải chủ động xin từ chức, hay còn nói cách khác là ông này đã rớt đài. Hơn thế nữa, giới thạo tin còn khẳng định cho rằng nếu một trong hai ngày nữa mà Lâm Đồng bắt thêm quan chức thì cũng không có gì là lạ. Vào đầu năm 2024 thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 của Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hiệp là chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Mở rộng điều tra thì C03 lại bắt giữ tiếp ông Trần Đức Quận là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Lâm Đồng, điều tra ra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vấn đề này. Nguồn tin còn cho biết rằng là C03, hai bị can Hiệp và Quận đã khai ra rằng bà Trương Thị Mai lấy cương vị là lãnh đạo cao cấp, nhiều lần đã thúc ép và đe dọa buộc họ phải có hành động trái pháp luật để làm
lợi dụng cho ông Nguyễn Cao Trí tiếp tay cho tập đoàn Đại Ninh và dẫn đến những sai phạm rất khủng của tập đoàn Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng trong thời gian vừa qua. Và như vậy đã rất rõ ràng, đến giờ phút này ông Quận và ông Hiệp đã khai trực tiếp là bà Trương Thị Mai đã dùng quyền lực để ép cho ông Quận và ông Hiệp này chỉ huy lãnh đạo và bao dung túng cho tập đoàn Đại Ninh gây ra những sai phạm tại tỉnh Lâm Đồng. Facebooker Hoàng Dũng đã từng khẳng định rằng ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy của tỉnh Lâm Đồng, đã bỏ tiền xây dựng tư gia cho bà Trương Thị Mai ở Sài Gòn. Và cách đây ít lâu đã có ý kiến cho rằng các nạn nhân kế tiếp trong cuộc chiến quyền lực sẽ là người có khả năng tranh chấp chiếc ghế tổng bí thư như ông Vương Đình Huệ, ông Phạm Minh Chính và cả bà Trương Thị Mai. Thì tất cả những nhân vật này đều là có những tin đồn về các bê bối, nhận hối lộ, tham nhũng và hay hủ quá với phụ nữ. Còn bà Trương Thị Mai thì bị tin đồn là cáo buộc được cấp dưới xây nhà bằng tiền tham nhũng. Vậy là những sai phạm của bà Mai đến giờ phút này đã được bộc lộ và công khai. Thứ nhất là bà Trương Thị Mai và gia đình của bà Trương Thị Mai có cổ phần trong Bộ Y tế. Và thứ hai là bà Trương Thị Mai đã dùng quyền lực của mình ép ông Quận và ông Hiệp phải chỉ đạo và dung túng cho tập đoàn Đại Ninh, khiến cho những sai phạm của Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng rất lớn. Hiện nay Bộ Công an đang tiến hành điều tra. Và liên quan thứ ba là ông Trần Đức Quận đã xây nhà cho bà Trương Thị Mai tại Sài Gòn. Và đến giờ Bộ Công an đang tiến hành vào cuộc để điều tra và làm rõ. Thưa quý vị, trong khi đó thì có nhiều vấn đề liên quan đến sự việc cuộc họp bất thường của Quốc hội diễn ra trong thời gian vừa qua. Nó thật sự là một bãi chiến trường và nó đang được ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lấy đó để làm bàn đạp tiến lên ở các bước tiếp theo. Ông Bùi Văn Cường là Tổng Thư ký Quốc hội đã cho báo chí biết rằng ngày 2 tháng 5 vừa qua là Quốc hội sẽ họp kỳ họp bất thường lần thứ 7 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của mình quản lý. Trong khi trước đó thì ngày 26 tháng 4, Trung ương Đảng cũng đã có cuộc họp bất thường đồng ý cho Vương Đình Huệ thôi chức Ủy viên của Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo nguyện vọng của cá nhân. Hơn thế nữa, cho tới nay thì Quốc hội đã có đến 7 kỳ họp bất thường tương ứng với 7 cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng. Nội dung của các kỳ họp bất thường này chủ yếu là để chia chác lại các ghế với nhau. Sau khi có người ngã ngựa, kết quả của cuộc đấu đá là Bộ Chính trị ban đầu có 18 thành viên, đến nay chỉ còn có 13 thành viên, đang khuyết trống rất nhiều ghế, nhưng đến giờ phút này, công cuộc đấu đá vẫn chưa thể nào lắp được số ghế trống nói trên. Đấy là chưa kể đến hàng loạt các ủy viên Trung ương Đảng cũng bị ngã ngựa chung với các ủy viên của Bộ Chính trị trong thời gian vừa qua, mà những người làm chương trình của chúng tôi đã cung cấp hàng loạt bản tin đến quý vị. Theo đó, thì đến nay đã có 3 nhân vật thuộc hàng tứ trụ ngã ngựa, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ. Đáng nói là hai trong ba trường hợp nói trên là ông Tô Lâm ra tay. Ông này đã tự điều tra và dùng kết quả để mua chuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra tay theo ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này. Ông Tô Lâm đã thao túng và điều khiển ủy ban này thay cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thể hiện trong trường hợp xử lý ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ, đó là câu chuyện mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã vung mạnh tay cho sự việc này để mục đích đạt được chiếc ghế quyền lực trong thời gian tới đây cho ông. Đây là dấu hiệu cho thấy rằng thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam có người đốt lò mới và đốt nhiều củi gọc, ra tay nhanh hơn, dứt khoát hơn và tàn độc hơn. Hiện nay, hai nhân vật đang được dư luận chú ý là ông Trần Thanh Mẫn và bà Trương Thị Mai, bởi có khả năng cao là hai người này sẽ ngồi lên hai chiếc ghế đang bỏ trống. Đây được xem là những nhân vật hiền lành, trung dung, không theo phe này chống phe kia. Một số nhà phân tích thì cho rằng hai nhân vật này lên là vừa ý cả hai phe vì dễ sai khiến, không đủ sức để đe dọa bên nào. Thường trong các cuộc đấu đá đến một sống một còn, khi cần dung hòa, người ta sẽ chọn những người cần thiết hiền lành, dễ bảo. Đó là một giải pháp hợp lý cho cả hai phe để chấm dứt cho cuộc chiến này. Bất kể chia chác chiếc ghế này ra sao thì ông Tô Lâm cũng nhận được chiếc ghế nào hay không, đó mới là vấn đề quan trọng. Cuộc chiến cung đình này nó vẫn còn đang tiếp diễn và đến đây đến lượt của bà Trương Thị Mai đang chuẩn bị Tô Lâm ra tay. Bởi Tô Lâm không nhắm vào hai chiếc ghế trống mà nhắm vào thẳng chiếc ghế tổng bí thư. Nhưng điều đáng nói là việc Tô Lâm muốn nhảy lên chiếc ghế đệm nào để lên chiếc ghế tổng bí thư thì nó bị ngán đường bởi ai thì Tô Lâm sẽ ra tay với người đó. Và Trương Thị Mai đến giờ phút này đang chuẩn bị lên thế. Trong kỳ họp bất thường của Bộ Chính trị vào ngày 25 tháng 4 và kỳ họp bất thường của Trung ương vào ngày 26 tháng 4 vừa qua, với cùng kỳ họp bất thường của Quốc hội vào ngày 2 tháng 5 vừa qua, chỉ là thủ tục dọn đường, dọn bãi chiến trường do ông Tô Lâm để lại mà thôi.
và chiến trường ở thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang rất căng thẳng, nó chưa có dấu hiệu nào sẽ dừng lại trong những ngày tiếp theo đây. Tô Lâm sẽ quyết đấu cho đến ngày khai mạc Đại hội 14, vậy nên rất có thể sẽ còn những kỳ họp bất thường khác để tiếp tục dọn rác cho những cuộc chiến của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, hay còn nói cách khác là dọn những bãi chiến trường của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã để lại. Chưa bao giờ mà tứ trụ và giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khủng hoảng nhân sự như trong giai đoạn hiện nay. Và bây giờ, sau khi chọn được người bổ sung cho tứ trụ xong, các bên vẫn còn phải đấu nhau quyết liệt để đưa người bổ sung vào trong bộ chính trị này. Ban đầu là phe của Nghệ An có đến 3 ủy viên của bộ chính trị, nhưng sau trận Thư Hùng vừa qua thì phe của Nghệ An chỉ còn lại 2. Nay Tô Lâm cũng muốn tranh phần và đưa thêm người của Hưng Yên vào trong bộ chính trị nhằm để nâng cao sức mạnh cho phe phái của Hưng Yên của mình. Và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang trỗi lên thật sự. Hiện nay thì phe của Hưng Yên đang có 5 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 2 người ở Bộ Công an, 2 người ở Bộ Quốc phòng và 1 người làm bí thư tỉnh ủy. Bất kỳ ai trong số này được vào trong Bộ Chính trị cũng đều trở thành một nhân vật nặng ký, giúp ích cho ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này rất nhiều trong vấn đề lá phiếu trong Bộ Chính trị. Trong khi phe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với các phe thân hữu của ông như phe vốn của Nghệ An, Hà Tĩnh đang tìm mọi cách để hạn chế sức mạnh của phe Hưng Yên, mà muốn hạn chế được phe của Hưng Yên thì hiệu quả nhất là hạn chế sức mạnh của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này. Tuy nhiên hiện giờ có thể hạn chế sức mạnh của Tô Lâm hay không, bởi Tô Lâm đang bám chắc Bộ Công an và Tô Lâm chỉ rời ghế khi tổ kén này nó thuộc về tay nhóm của Hưng Yên thì ông này sẽ rời ghế đi. Nhưng điều đặc biệt là chiếc ghế của bà Trương Thị Mai đang có khả năng nguy cơ cao là Tô Lâm sẽ dọn trong những ngày tiếp theo đây. Và liên quan đến những sự việc này, Lê Thương sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà Lê Thương sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.